khéo quá dữ rồi. Rồi thì bây giờ là cái trận đấu bán kết nha anh em ơi, nếu mà ai thua là người đó sẽ nói chung là đi về nha anh em ơi. Đó thì cái đội áo xanh này anh em ơi, đó thì tôi xuống đây 3 lần là gặp đội này 3 lần nha anh em ơi, và 2 lần trước thì tôi đụng chung kết anh em đó, thì tôi 2 lần đều thắng. Thì em biết giống như là lần này đó tem áo xanh có thể giống như là làm nên giống như là sự tích hay không nha anh em ơi. Đó thì mới vô thôi mà tem áo xanh VTK gì đó anh em ơi đã xúc vô được một trái rồi nha anh em. Đó thì tem này là tem Khmer nha anh em ơi, quy cà chua gian cái xấu ngoan rồi đó anh em, đứt cống đi ba la rồi đó anh em. Đó thì không biết như thế nào thì anh em cùng đón xem nha. Đó cái trận này nó gây cấn lắm luôn, thì nên anh em giống như là giúp tôi nút like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đó thì cái khúc này anh em ơi, đó quy cà chua đó thì lỗi cho số 18 nha anh em ơi. Đó thì nói chung là cái trận này ai thua người đó đi về mà anh em, nó nên là bây giờ ai cũng nói chung là căng thẳng hết trơn anh em à. Đó thì bên kia xúc nhưng mà không được anh em ơi. Đó bên kia là chơi lăn xả quá trời quá đất luôn. Rồi thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào đây? Rồi quý cà chua nhưng mà bị giống như là bên kia cướp bóng thành công rồi nha anh em ơi. Đó thì nói chung là bên kia giải lần này là có giống như là có sự tiến bộ, có nói chung là hay nha anh em ơi. Đó tôi công nhận nha. Rồi thì bây giờ bên kia sẽ làm như thế nào đây? Thành lợi chụp. Bây giờ là quy cà chua dẻo một ngư, rồi gãy một ngư, rồi quy cà chua chiền, nhưng mà trời ơi Văn Toàn khá chỉ là tiếc luôn, quy cà chua làm hết rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là Văn Toàn xúc nhưng mà vẫn không được luôn anh em ơi. Đó bây giờ là quy cà chua chiền lên cho giống như là gian cá sấu chiền cho Văn Toàn. Thì bây giờ là Văn Toàn xúc vô cùng dọc, tiếc quá trời quá đất anh em ơi. Đó thì bây giờ là quy cà chua nhưng mà bên kia là chơi là cản phá nha anh em ơi. Đó thì trọng tài nói chung là cho một cái hẻ vàng đầy tình cảm nha. Rồi thì bây giờ thì đang tỷ số là 1-0 nha anh em. Đó bây giờ là Văn Toàn sẽ làm như thế nào đây? Văn Toàn sẽ chuyền cho giống như là Ngoan, thằng Ngoan xúc một cái để bác đúng vô anh em ơi. Đó tỷ số là 1-1 rồi nha anh em ơi, tỷ số là 1-1 rồi nha. Đó trời cái trận này tôi nói thiệt với anh em là ngồi ngoài cũng hơi nhím cái lỗ chút xíu nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là gian cá sấu xúc nhưng mà lên trên trời nha anh em ơi, cái trái đó mà ngay cuôn là ngon lành cành đào rồi. Bây giờ Văn Toàn sẽ truyền cho gian cá sấu nhưng mà không được. Rồi nhưng mà không được, kỹ toàn ơi. Rồi Toàn dễ qua một thành công, rồi dễ qua hai thành công. Rồi bây giờ là số 18 bên kia, rồi không được, quy cà chua truyền lên vẫn không được. Rồi bây giờ là truyền cột hai nhưng mà không vô nha anh em ơi. Lên đấy, rồi bây giờ là quy cà chua chết rồi mất banh rồi, để mất banh ơi sốt nhưng mà cột dọc anh em ơi. Đó bên tôi khá chỉ là hên luôn anh em. Rồi thì bây giờ là gian cá sấu nhưng mà vẫn không được nha anh em. Đó rồi bây giờ số 18 sẽ chuyển cho VTK nhưng mà không được. Rồi thì bây giờ là không được luôn anh em ơi. Thì bây giờ là sẽ nói chung là quy cà chua sẽ giữ banh. Thì bây giờ là anh em nhìn cái trái này nha anh em, anh em nhìn cái trái này hủ môn bên kia chụp khá chỉ là ảo diệu luôn anh em à. Đó đứt cống xúc, nó xúc ra ngoài luôn anh em, quả cái trưởng thiệt. Rồi bây giờ đứt cống đi ba la, đứt cống chi lơ la sẽ chuyền cho quy cà chua nhưng mà không được anh em ơi. Đó bên kia là nói chung là phản xạ kinh điển, trời ơi xúc hết có cái vô cái bụng áo xanh luôn anh em ơi. Đó quả cái trưởng thiệt, cái trái đó là thốn dữ lắm nha anh em. Rồi bây giờ là Quỳnh Đức nhưng mà không được, bây giờ là phản công nhưng mà Ngoan nó đỡ được thành công rồi nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quỳnh Đức chuyền nhưng mà vẫn không được luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quỳnh Đức sẽ chuyền cho quy cà chua quyết định là chuyền cho giống như thằng Ngoan xúc nhưng mà vẫn không vô luôn, tiếp tục là Ngoan chuyền nhưng mà đứt cống đi ba la, không được anh em ơi. Khá chi là tiếc cái trái đó luôn. Thì bây giờ là anh em nhìn cái trái này nè tủa đúng không, gốc chữ A luôn mà đậu xanh cũng không chụp được anh em, quả cái trưởng thì chứ không nổi. Rồi nhưng mà không sao, giờ làm lại nha. Rồi thì bây giờ là đứt cống xúc vô trời ơi hủ môn nó phản xạ tự nhiên hay quá cái trưởng luôn anh em ơi. Đó bây giờ là đúng rồi luôn anh em ơi, và tỷ số là 2-1 rồi nha anh em ơi. Tỷ số là bên kia ăn tụi tôi 2-1 rồi nha. Rồi bây giờ không sao, bây giờ là không sao nha anh em ơi. Thì bây giờ là làm lại nha, bây giờ là bắt đầu là qua hiệp 2 đó anh em. Đó nên là bây giờ sẽ làm lại nha. Rồi thì bây giờ là Quỳnh Đức chuyền cho Ngoan chuyền cho quy cà chua định là sốc luôn nhưng mà không vô anh em à. Đó thì bây giờ là gian cá sấu chuyền cho quy cà chua
quý cà chua. Liệu có được hay không? Liệu có được hay không? Nhưng mà không được anh em ơi. Đó, dè quý cà chua nó kéo quá anh em ơi, nó đèn người hay quá. Rồi, thì bây giờ là không được anh em ơi. À, bây giờ làm sao để gỡ quà đây? Bây giờ là Quỳnh Đức. Quỳnh Đức. Vô! Quá đã luôn em ơi. Và tỷ số là bây giờ là 2-2 rồi nha anh em. Đó, bây giờ là thì lỗi rồi anh em ơi, bây giờ là lỗi rồi. Đó, thì bây giờ là gian cái xấu. Ủa lộn, ngoan xúc lên trên trời anh em ơi. À, hàng này nó kiểu như nó giống nha. Trời, gian cái xấu nó chạy kìa anh em. Quá cái trưởng thì nó chạy quá khứ, nó chạy đi ông nội ơi. Quá cái đó mà nó vô sân bảy nó chạy hứ gì mà chịu nổi luôn anh em. Thì bây giờ là tỷ số là 2-2 rồi. Thì bây giờ là Quỳnh Đức. Quỳnh Đức sẽ truyền lại tiếp tục là gian cá sấu. Gian cá sấu sẽ làm như thế nào đây? Rồi bây giờ là ngoan. Ngoan có thể là xúc luôn. Nhưng mà không vô nha anh em. Đó, khá chỉ là tiếc cho ngoan luôn anh em à. Rồi xúc. Trời. Thằng Di Búa này đậu xanh nó mới, nói chung là anh em coi cái trái mà nó xúc vô mặt trước cống anh em ơi, hiệp hồi chuẩn bị vô bên nha. Đó. Thì nói chung thì cái trận này là ai cũng đá hay hết trơn nha anh em ơi. Đó, hai team là ngang tài ngang sức luôn. Đó, thì một trận là 15 phút nhưng mà trời ơi cái trái là mà vô là nước cống đâu có bị xúc vô cái mặt đâu anh em. Quá cái trưởng thì trước nội. Rồi, thì bây giờ là bên kia sẽ làm như là đây chị về Hữu Môn. Rồi, Hữu Môn xúc lên, đúng lưới, xong rồi đá biên nha anh em. Đó, thì bây giờ là Quỳnh Đức. Trời ơi không được rồi anh em ơi. À, khá chỉ là khó luôn, nó ba hàng nó đứng gì sao mà xúc được. Ê. Rồi. Cũng gây cắn phết đó anh em ơi. Cũng gây cắn quả cho trưởng đó anh em. Rồi nhưng mà không sao nha. Rồi thì bây giờ là làm lại nè. Đó. Bây giờ truyền lên. Nhưng mà không được rồi anh em ơi. Thì bây giờ đây là một pha đá phạt đến giành vị trí của đội VTK FC nha anh em ơi. Đó. Nhưng biết kỳ giải này có làm nên sự tích hay không thì anh em cùng đón xem nha. Vô ben này nè, cố gắng chụp nha. Đứt chụp. Đứt chụp hả? Rồi chuẩn bị vô ben nha anh em. Vô ben nha. Vô ben với áo xanh. Hai đứa công ơi. Chạy cối đó. Thấy xúc qua đây rồi, vòng qua đây nè, không biết xúc qua đây, đây luôn. Cứ làm ra luôn.
Thôi biết Ben nè. Đội đồ nè. Anh Đức làm gì thì để đội 1 coi nè. Ờ. Làm lại. Để coi nha. Đội 1 đá nha. Đội 1 đá cho anh Đức lại. Ok, quá. Rồi thì bây giờ nói chung á là đội 1 là vô chung kết rồi nha anh em ơi. Còn bây giờ là bán kết. Đó, nhất bảng đấu với nhì bảng là đội 1, nhất bảng đấu với lại là nhì bảng nha anh em. Đó thì bây giờ là Gia Kiệt nè. Rồi xong luôn rồi anh em ơi. Mới vô thôi mà team tôi đã nổ một cú đẩy bác trên đội chiến của Gia Kiệt, là xúc vô được một trái rồi nha anh em. Đó. Thì bây giờ là tỷ số nâng lên là 1-0. Rồi. Thì vô bán kết rồi, bây giờ ai mà thua anh em ơi là người đó sẽ đi về nha anh em. Còn mà team 1 của tôi mà thắng anh em ơi là sẽ vô chung kết và hai đội là nhất bảng luôn nha. Rồi, thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào đây? Nhưng mà không được anh em ơi. Đó. Rồi, thì bây giờ là Gia Huy. Gia Huy sẽ truyền lên cho bên kia nhưng mà không được anh em ơi. Đó, thì bây giờ là Quý Hanh. Quý Hanh, Quý Hanh, truyền cho Quý Hanh. Nhưng mà không được anh em ơi. À, tiếc quá trời tiếc luôn. Rồi, nhưng mà không sao nha. Đó, thì bây giờ là rồi, thì bây giờ là liệu có được hay không? Nhưng mà không được anh em ơi. Lỗi đến từ vị trí của Gia Huy rồi anh em ơi. Lỗi đến từ vị trí của Gia Huy rồi. Thì bây giờ là sẽ xúc phạt nha. Đó, thì anh em nhìn cái trái phạt này, phút bò nó phản xạ kinh điển nó như thế nào nha anh em. Bây giờ anh em nhìn phút bò nè. Đó. Ồ, anh em thấy chưa? À, đá xuyên cái hàng rào luôn nhưng mà phút bò nó đỡ được nha anh em. Quả cái trưởng thiệt. Rồi, thì bây giờ là Quý Anh. Quý Anh sẽ chuyền lên cho chúng là Trần Quý chuyền Gia Huy. Rồi, xong luôn anh em ơi. Và tỷ số là 2-0 rồi anh em ơi. Đó, và tỷ số là bây giờ là hiện tại là 2-0 rồi nha. Quá đã anh em ơi, quá đã anh em ơi. Cái cúp này nó to lắm nên tụi tôi phải cố gắng hết sức và giành lấy cái cúp này nha anh em. Rồi, thì bây giờ là bên kia sẽ đá phạt. Đó, thì bây giờ là hàng rào, thì anh em nhìn nè. Trời ơi, một cái banh nó đi khá chi là căng luôn. Nhưng mà khá chi là tiếc là phút bò là chụp không được nha anh em. Đó, phút bò chụp không được nha. Đó, Gia Huy xúc nhưng mà vẫn không được luôn. Rồi bây giờ là sút. Trời ơi, á, khá chi là tiếc luôn. Nó không có vô kìa. Đợi tôi muốn nó vô anh em ơi. Rồi, nhưng mà bên kia sẽ xúc cái trái phạt này nha anh em. Đó, cầu này là xúc khá chi là mạnh luôn á anh em à. Rồi bây giờ là Gia Huy. Nhưng mà lỗi rồi anh em. Cái pha này tôi không biết lỗi kiểu gì nữa anh em à. Rồi, thì bây giờ là số 10 sẽ là người xúc nha anh em. Liệu có vô hay không? Không vô. Cái đó là dít là dít thống tới nha anh em ơi. Cái pha đó là dít thống tới nha. Đó. Rồi bây giờ là nhưng trời ơi anh em ơi, chơi phút bộ nó phản xạ kinh lắm anh em. Hả, tôi cũng không hiểu sao mà phút bộ nó phản xạ như vậy được nữa anh em. Bây giờ là đá cự ly mà đá hai chạm anh em ơi, nên là trọng tài cho tôi đá cái trái này nha. Bây giờ là Gia Kiệt. Gia Kiệt trách chuyện lên. Bây giờ là Quý Hanh. Không được. Khá chỉ là tiếc luôn. Bây giờ là Quý Hanh. Nhưng mà bị cho ra biên luôn anh em ơi. Hả, khá chỉ là tiếc cho Quý Hanh luôn. Bây giờ là Quý Hanh. Quý Hanh quá khéo luôn. Rất tiếc. Trời ơi. À, tiếc quả trưởng anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là trời ơi, phút bộ chụp kìa anh em. Phút bộ nó chụp quá khứ là chụp đi. Nhưng mà không sao. Bây giờ là bắt đầu qua hình như là qua hiệp 2 gì anh em. Ủa lộn rồi. Qua hiệp 2. Thì nói chung thì tôi cho cái tổ là Anh Quái Phú Phú với lại là hai người ở đâu ta tôi cũng biết, như Văn Di anh em. Văn Di với thằng Thanh An nó ở chung nhau, nó ở xa lắm anh em à. Đi lên tôi tận 6 tiếng nữa anh em. Đó, thì tôi cho tụi nó giống như là bơi cái trận hiệp 1 luôn là 15 phút luôn anh em ơi. Đó, cho tụi nó vô tụi nó thể hiện luôn. Đó, thì anh em cùng đón xem cái trận này như thế nào nha. Rồi, thì bây giờ Văn Phú lấy banh thành công rồi anh em ơi. Văn Phú lấy banh thành công nhưng mà không được. Thôi thì bây giờ thì tôi sẽ cho anh em coi cái tổ hành quả đá sẽ như thế nào nha. Rồi người ta cuốn rồi. Đá được cái cuốn. Thì cái hạt nó đâu có đâu đâu.
qua ông nội dân phố. Rồi từ từ lại. Thì bây giờ vô đá bên rồi nha anh em ơi, chuẩn bị vô đá bên nha. Giờ cúp rồi anh bò coi có chết được không. Mid bên ơi, mid bên. Rồi thì cuối cùng thì hai team tôi cũng vô chung kết rồi nha anh em ơi. Đó, đá bên tì nha anh em, quá đã luôn. Thấy đá kỳ lắm rồi đó sếp. Làm gì vậy? Em không thích rồi đó. Đang ngủ gì vậy? Tao đá gì kỳ? Mày đá gì kỳ? Thôi mà mày sao? Thôi bỏ. Gì vậy? Bỏ đi. Thôi không cố ơi. Có gì đâu. Thôi mà. Không hoài. Thôi. Nó chạy hoài. Cũng hoài đâu vậy? Cũng hoài đâu vậy? Làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Biết nó đang ngủ lắm rồi xe tao không phái này đó. Làm gì không phái nó? Như biết nó đá xuống bây giờ xuống này. Gì vậy? Biết luôn. Ủa làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Đang không biết nữa, tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ với anh em tự lộn rồi. Đang vui rồi xíu rồi. Biết luôn, anh em đang vui em luôn, không biết sao nữa. Ơi hoài vậy? Hoài vậy. Ôi, không có lộn nha. Bỏ đi. Thì bây giờ đang tranh 3-4 nha anh em ơi. Ê, đội một chưa bây giờ lấy cúp kìa. Ông lương. Em tin tôi. Chút hẳn rồi, xuống hạt chưa hẳn. Ai vô địch cũng được nha anh em ơi. Cướp cũng về tôi à. Nhưng mà đội 1 chắc chắn là lần này là thua. Tần ơi, Tần. Ê, làm gì á? Ơi, biết tên. Trần Quý. Quý đi ba la. Má thằng này là chứ quạo chứ mày. Mày đánh thua kìa, đừng lo. À, quý cà chua. Bên trái. Gì vậy? Dễ ăn lắm hả? Em ăn đôi bộ luôn nè. Má nhìn hú môn kìa.
Đây là Quang. Quang. Chưa, có camera nè. Chưa. Đừng quay vô đây nè, ai đâu nhận mệt. Đức Cống đi ba la. Chưa hỏi coi. Vô. Không. Vậy. Để gãy xương châu á. Lẹ lên. Đã ra làng luôn. À, trời ơi. Rồi, kết liễu rồi, hiểu số phận tụi em chưa? Chưa chắc. Em hiểu số phận tụi em chưa? Đá vô. Rồi tắt đi. Sao? Đức Cống đi ba la, Đức Cống đi ba la. Rồi có cảm nghĩ gì không anh? Cũng vô đặt kề. Này dễ gì nè anh em. Dễ gì? Trời ơi. Cảm gì hả? Không. Nó tán quý anh kìa. Làm gì á Quân Hoài? Quân Hoài. Mày làm gì quýnh quý anh dữ vậy? Nó làm gì đâu? Được rồi đó. Làm gì không được. Bỏ ra. Xanh mà, xanh gì? Xanh gì? Nè anh đứng xích rồi. Xuống hết luôn rồi. Sao vậy? Ê, cái gì vậy anh Quý? Chị ơi, hai sùm đây. Mày giao cho mày, mày lợi cho mày lợi cho mệt. Không nội gì vậy? Cống này rất là Đứa cống mà nó bị đây nè, đứa cống nó bị ai cái trái mặt không thôi là đội một cũng hơi mệt. Hai hàng luôn. Sao mà giành hoài vậy? Ủa mô xuất sắc đứa cống luôn. Đứa cống chết quá. Nè. Ê. Anh. Cái thằng này nè, mấy thằng này là lấy chút là mấy thằng gà hiểu không? Nè, tôi cũng có nữa ha. Ra chụp hình lấy cúp về chụp hình. Dáng gì cũng đặt chụp hình lấy cúp. Đó vậy.
nói gì đó hay. Mấy nhảy nhì cũng ra lấy cái chụp hình. Anh nói gì đó hay vậy? Ừ, đừng có chuyện bẹt làm gì buồn với ba. À, giờ em tán đầu của anh chết bà. Ừ, làm gì quýnh người ta ông nội? Đó làm gì mày? Từ đầu giải tới giờ nó thấy ghét lắm rồi nè. Khùng nó gì anh em trong nhà không cũng quýnh nữa. Nói nữa mới tiếc làm gì vậy? Không biết đó, tự nhiên cái